ơi, gian sáng. Tối nay anh nhớ đến đấy nhá. Đến đâu? Hôm nay là đầy tháng con cái đào, nó bảo là mời cả anh mà. Chưa chắc anh đã đi được đâu. Sao lại chưa chắc? Anh đã khất mấy lần rồi đấy. Đầy tháng thôi mà cũng phải tiệc tùng. Trẻ con nó biết cái gì đâu. Toàn người lớn viện cớ ăn chơi là chính. Xong lại rượu chè vào. Đấy. Dân càng thích ăn nhậu, bọn anh càng khổ. Hết sinh nhật thôi nôi. Tăng chức tăng lương tiệc tùng đủ cả. Đủ cớ đen nhậu. Ăn vào chỉ sướng cái thân mình. Anh nói cứ như cả nước đi chơi là lỗi của em ấy nhở? Anh có nói gì em đâu. Thì ý của anh là như thế, chứ còn như thế nào nữa? Nếu như mà anh không muốn em đi chơi với bạn thì anh cứ nói với em một tiếng. Hay là anh ngại, anh xấu hổ khi đi cùng vợ của anh. Bởi vì vợ anh chưa đủ đẹp, không đủ giỏi, không đủ làm cho anh hãnh diện như vợ người ta chứ gì. Chị của em đây, vừa mới chớm tắt đường cầu Long Biên, em đã chặn chốt tận Sóc Sơn rồi. Thôi, vừa ăn sáng đi, còn đi làm nữa. Anh chị có biết mình vừa vi phạm lỗi gì không? Lúc mà em phi qua vẫn là đèn xanh mà anh. Lúc đấy là đèn vàng rồi. Thì xanh mới ngả vàng có một tí thôi. Anh em ơi, dù sao cũng là chỗ quen biết, du di cho em một lần nhá. Nhanh nhá, một lần thôi, một lần thôi anh ạ. Tôi là Nguyễn Đức Nghiệp, hiện đang làm nhiệm vụ phân luồng, điều khiển phương tiện giao thông và xử lý các phương tiện vi phạm tại tuyến đường này. Chúng tôi phát hiện anh chị vi phạm luật giao thông, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông. Theo đúng luật, anh chị sẽ bị xử phạt 800.000 và giữ bằng một tháng. Chúng ta cứ đúng luật mà thi hành. Ở đây tôi là công an, các anh chị là công dân. Đề nghị các anh chị không nói những chuyện khác. Tôi thề trong cuộc đời tôi chưa bao giờ tôi gặp một người đàn ông cứng nhắc và vô lý đến như thế. Đúng đấy, dù sao cũng là người quen mà cạn tình thế. Chàng ơi, mày xem có cách gì giúp con yên không? Là tao thì anh ấy cũng bắt. Anh Nghiêm nổi tiếng là hung thần mà. Eo ơi, mày xem ông Nghiêm hay đứng đâu để tao còn tránh cái. Đúng rồi đấy, nên tránh đi bà. Một người đàn ông máu lạnh như thế á, có là người quen thì cũng nên làm ngơ đi, sợ lắm. Mà tao càng ngày càng thấy thương mày đấy Trang ạ. Ngày đấy á, tao thấy mày là đứa ấm nhất luôn. Chồng nha, lại cảnh sát nha, lại còn mua được nhà, đâu phải ở trọ như bọn tao. À, anh nhà không đi hả Trang? Có mà dám. Vừa mới tóm bọn mình ngoài kia xong vẫn còn mặt mũi đi vào đây cơ á. Nhưng mà anh Nghiêm đi, Trang sẽ xin hộ mình, như thế sẽ dễ hơn đúng không? Chắc không được đâu. Anh Nghiêm nhà tao trước giờ vẫn công tư phân minh thế mà. Với cả hôm nay bận trực nên không đến được. Đèn thế. Sao về sớm đấy? Anh tưởng phải nửa đêm em mới về chứ. Cũng mới vào tiệc thôi. Nhưng mà hôm nay tự dưng lại xảy ra bao nhiêu chuyện, cho nên mọi người về sớm. Mà anh muốn ăn thêm gì không? Em nấu nhá. Mấy cô bạn thân của em cũng lạ thật đấy. Lạ cái gì ạ? Thôi, em đi tắm đi, rồi còn vào nghỉ ngơi. Anh. Hôm nay anh bắt xe vợ chồng về Yên à? Bạn em lại nhờ em xin anh đi à? Em biết câu trả lời rồi đấy. Không phải như thế. Chỉ là em thấy thương thằng Hào thôi. Nó bị như thế, chắc chắn là vợ nó không để yên cho. Nếu thực sự là bạn tốt, nên nhắc nhở bạn của mình chấp hành luật giao thông, chứ không phải cứ thoải mái vi phạm. Người hở ra là đi xin.
Em biết thế, nhưng mà... Anh nhắc em một lần cuối cùng, đề nghị em nói với tất cả các bạn của mình, đừng bao giờ lôi anh ra làm công cụ để đạt được mục đích. Bộ cảnh phục của anh là để phục vụ nhân dân, phục vụ nhà nước, chứ không phải để bạn em lợi dụng. Bạn em đã làm gì mà anh phải nói như thế? Anh không ưa em, cho nên anh không ưa luôn bạn của em đúng không? Lại bài khá không quên đấy. Là trong cái rủi có cái may, nhờ có việc mà Hào bị Nghiêm bắt xe, thế nên là anh em mình mới ngồi uống bia với nhau, nói chuyện với nhau như thế này. Cũng là trong cái rủi, anh ra mượn tiền em không được, trên đường về anh em mình mới gặp anh Nghiêm đấy. Ông đang cần tiền gấp à? Sao phải chạy qua tận chỗ cậu Hào để mượn? Thực ra là cũng không gấp đâu. Thế nhưng mà mình là người mượn tiền, cho nên là cũng phải đàng hoàng một tí. Sao lại không gấp? Anh Nghiêm ở xa nên không biết. Em ở ngay sát vách nhà anh Quý nên chuyện gì em cũng hay. Gia đình anh Quý cũng có một tí đặc thù. Cái Đào nó vừa đẻ đứa thứ ba được có một tháng đã đòi ra tiệm neo làm việc. Anh Quý là phải từ bỏ đam mê sửa chữa điện lạnh để ở nhà trông con đấy. Thế ông cần bao nhiêu tiền? Có 4 triệu thôi anh ạ. 4 triệu chứ không phải là 40 triệu đâu. Nhưng với những người ở nhà trông con hay là làm shipper như em thì cũng khó lắm. Càng nghĩ thì càng cay. Có 4 triệu bạc mà em cũng không có. Tất cả là tại con vợ bà La Sát nên đời em nó mới nát như thế đấy. Ông cầm lấy đi. Cầm đi. Em cảm ơn ạ. Anh cầm lấy đi. May cho anh nhá. Hôm nay mà không nghe lời em đi nhậu là không có tiền rồi. Anh ghê gớm đấy Hào ạ. Lôi cả đồng bọn đến đây để hù dọa tôi à? Không phải là như thế đâu. Hôm nay bọn tôi đến đây là muốn nói rõ ràng để cho cô hiểu. Đây là chuyện giữa tôi với anh Hào. Các anh biết cái gì mà tham gia? Chúng tôi không muốn tham gia vào chuyện của cô. Nhưng việc cô nhắn tin hù dọa cậu Hào như thế, chúng tôi lo cho tính mạng của cô nên mới tới. Hay đấy. Anh đem chuyện của hai đứa ra kể với bạn anh để khoe chiến tích à? Không phải. Tại anh không biết xử lý tình huống này thế nào nên mới nhờ hai anh ý đến để nói cho em hiểu. Tôi không muốn nói về chuyện riêng của hai người nữa. Mặc dù tôi không hề ủng hộ, và pháp luật thì lại càng không. Tôi chỉ muốn đến đây để phân tích cho cô hiểu rằng cô làm như vậy không có ích gì cả. Cô đừng có dại dột theo đuổi một người đàn ông đã có gia đình nữa. Và lại nếu như cậu Hào thực sự yêu cô, đã không bao giờ phải để cô níu kéo. Mình là phụ nữ, không nên làm như vậy đâu. Ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông độc thân. Nếu họ thực sự có tình cảm với cô, yêu cô, họ sẽ chủ động tìm tới, chứ không bao giờ để cô níu kéo hay là hù dọa các kiểu. Nói xong chưa? Cô là mẹ đơn thân, cô còn con của cô nữa. Nhỡ có mình hệ gì, nó cứ bơ vơ, biết nương tựa vào ai. Tôi biết, là một người mẹ, cô luôn coi con của mình quan trọng hơn chính mạng sống của cô. Này, đủ rồi đấy. Các anh quá đáng nó vừa vừa thôi. Lần đầu tiên trong lịch sử tôi thấy đàn ông đi đánh ghen đấy. Hào ạ, tôi không ngờ là anh lại hèn hạ như vậy. Giả sử hôm nay người đến đây là vợ anh, có khi tôi còn nói một lời xin lỗi vì đã lỡ ngã vào anh trong lúc yếu lòng. Đằng này anh lại lôi hai ông này đến đây để bắt nạt một người mẹ đơn thân. Các anh có đáng mặt đàn ông không? Có phải thế đâu Thương. Đúng rồi đấy. Ngay từ đầu tôi đã nói rồi, hôm nay đến đây chỉ là muốn khuyên giải, chứ không hề có ý định bắt nạt gì cả. Cậu Hào không dám đến gặp cô một mình nên nhờ chúng tôi đi cùng. Chúng tôi thấy tình huống cấp bách quá, sợ cô làm liều nên mới đến để khuyên giải cô thôi, chứ không hề có ý... Cút! Cút ra khỏi nhà tôi! Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
nhưng mà nhỡ cháu nó bơ vơ. Đi ra khỏi nhà tôi. Cậu nói thật đi, giữa cậu với cô ta chắc chắn chưa xảy ra chuyện gì chứ? Em thề, em và cô ta chưa có gì cả, chỉ nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà chuyện này vào đầu vợ em sẽ thành chuyện tày đình, các anh hiểu không? Tôi để dành được một ít, định để trả nợ cho ông Nghiêm. Hay là ông cho tôi khất, tôi đưa tiền cho cậu Hào. Tôi còn một ít đây. Số tiền này ông cứ đưa cho cậu Hào, coi như ông trả tôi rồi. Cậu cầm lấy, khi nào có trả tôi sau cũng được.